Để nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID-19, huyện Văn Lâm chỉ đạo tất cả các thôn thành lập tổ quản lý, hỗ trợ giám sát F0 điều trị tại nhà. Mô hình này đã phát huy hiệu quả tích cực và được chính các bệnh nhân đánh giá cao. Ghi nhận tại xã Minh Hải, huyện Văn Lâm, địa phương đang có hàng trăm F0 điều trị tại nhà. Anh ạ, em là nhân viên của trạm y tế. Anh có thấy diễn biến tốt lên không ạ? Vâng. Trong quá trình điều trị thì anh cứ tâm lý cứ thoải mái lên, tốt lên ạ. Em chúc anh mau chóng phục hồi sức khỏe ạ. Vâng, chị ơi, bọn em ở bên nhân viên y tế ở trạm, bọn em đến cấp phát thuốc cho chị ạ. Chị ơi, ở đấy là có hai loại, một loại là hạ sốt. Thì là khi nào chị sốt thì chị sẽ uống một viên một lần, cách nhau 4 đến 6 tiếng. Công việc thường xuyên ngay cả trong những ngày Tết của chị Nguyễn Thị Anh, bất cứ khi nào bệnh nhân hay gia đình có nhu cầu hỗ trợ thì chị và các thành viên của tổ hỗ trợ F0 điều trị tại nhà lại lên đường làm nhiệm vụ. Có 6 thôn nhưng xã Minh Hải thành lập 7 tổ hỗ trợ như vậy với trên 40 người tham gia. Trong đó đồng chí trưởng thôn là tổ trưởng, cán bộ y tế xã là tổ phó và các thành viên là cán bộ đoàn thể trong thôn. Đối với thôn là thành lập cái tổ đối với các ngành đoàn thể là phụ nữ này, cựu chiến binh này, nông dân này để kết hợp với gia đình là chăm sóc các F0. Khi gia đình cần thiết mà thiếu những cái gì thì giữa thôn và gia đình là sẽ kết hợp mua phục vụ. Chúng tôi đã phân công từng, tức là cứ ba người là một nhóm, mỗi một nhóm là phụ trách bao nhiêu trường hợp F0, thế là cung cấp số điện thoại này, thế rồi gia đình cần cái gì là anh em tôi sẽ có cái cung cấp mua cái đó hộ. Đối với công an viên thì là sẽ quản lý và trưởng thôn quản lý là đối tượng không ra khỏi nhà. Cái thứ hai là đối với y tế thì sẽ chăm sóc sức khỏe hàng ngày. Và đối với đoàn thể thì sẽ thực hiện cái việc mà hỗ trợ để F0 yên tâm để cách ly và điều trị tại ở nhà. Đến nay, xã Minh Hải đã tổ chức cho hơn 230 F0 điều trị tại nhà. Đã có hơn 100 bệnh nhân khỏi bệnh trở lại cuộc sống bình thường. Được sự quan tâm của địa phương thì chúng tôi cảm thấy thì cũng là thuận lợi cho gia đình. Do có sự quản lý chặt chẽ và nhất là sự hỗ trợ kịp thời, đến các trường hợp F0 điều trị tại nhà ở xã Minh Hải đều yên tâm chấp hành nghiêm quy định cách ly, dịch bệnh không lây lan ra cộng đồng, không có ca bệnh chuyển biến nặng.